Chờ các bạn đến kinh xem cách 24 giờ. Sonic 1/10, cái bạn wrestle nâng cấp cực kỳ đẹp mắt nhưng rơi vào cái số phận hẩm hiu. Cái chiếc Sonic 1/10 cái bạn wrestle thực sự đã từng là một trong những cái dòng xe mơ ước của rất nhiều anh em Việt Nam thời điểm từ 5 đến 6 năm về trước. Tuy nhiên hiện tại Sonic 1/10 đang có một cái số phận rất là hẩm hiu trên thị trường xe máy cũ, khi mức giá bán thụt giảm là không tưởng, có thể làm cho anh em trầm trồ khi chúng ta tham khảo một phiên bản nâng cấp hôm nay. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ năm 2016 đến tận năm 2017, thì Sonic 1/10 Wrestle là một phiên bản cực kỳ đặc biệt mà Honda Indonesia phân phối vỏn vẹn chỉ trong 2 năm. So với các phiên bản như Sonic 1/10 khác, thì Sonic 1/10 cái bản Wrestle đang gây ấn tượng mạnh với người xem nhờ vào diện mạo bắt mắt cùng với những chi tiết nắp nồi, nắp bóng lửa, nắp đầu bò được sơn vàng đồng sắc sảo. Thời điểm cái dòng Sonic 1/10 cái bản Wrestle đã từng gây sốc thị trường, mức giá bán lên tới 90 đồng, có thể là 100 triệu đồng dành riêng cho anh em yêu thích đội đua Wrestle Honda sưu tầm. Tuy nhiên lúc bây giờ mình vô tình chầm chầu thấy một cái dòng Sonic 1/10 cái bản Wrestle xuất hiện đang được bán mức giá chỉ hơn 60 triệu đồng, ngang bằng với một cái dòng Sonic 1/10 mới của năm 2022, nhưng lãi số đầy đủ như món đồ chơi chất. Một mức giá cực kỳ rẻ so với thời điểm của Sonic 1/10 Wrestle đang làm mưa làm gió, chưa kể đây còn là một chiếc xe được nâng cấp toàn bộ về mặt trang bị. Không có một cái chỗ chấm như trước đây, cái dàn tay lái của con Sonic hôm nay đã đánh dấu cái sự cướp mặt bột lọt với món đồ chơi ấn tượng, nâng tầm hiệu sức và cả tính thẩm mỹ. Chẳng như cái cụm thắng Rainbow Bridge ở vị trí bên phải, cái dùng cụm thắng đắt đỏ bởi vì thiết kế nó làm bằng vật liệu nhôm nguyên khối CNC. Cái cụm đề mang theo là cái cụm ga nguyên bản đã bị lò bỏ hoàn toàn. Thay vào đó là cái cụm đề của Dono kích cỡ là siêu đẹp để phục vụ cho mục đích là bố trí thêm cái cụm thắng hàng hiệu đi cùng với cụm ga Dono to bản bên cạnh. Đối diện là cái cụm công tắc Dono cũng hiện đại, đã được trang bị để tạo một cái sự liền đặt với cụm đề bên kia. Trong khi cụm con của CIC mà có con Sonic 1/10 cái bản Wrestle này đang sủ là một phiên bản cực kỳ mắc mắt, sở chứng minh màu sắc chống hệt như cái dòng CIC CB, nhưng kiểu dáng lại là của dòng CIC Rayline. Vì không tích hợp cốt cẩy nên cái cụm con này có thể dễ bị tổn thương nếu gặp tình trạng bị té ngã. Bởi vì là một linh hồn cho dàn chân của Sonic 1/10 Wrestle nên người hiện bản độ hôm nay đã cố tình giữ nguyên bộ mâm cam ống ánh nguyên bản mà không thay thế một cái dòng mâm khác, chỉ tạo ra sự sắc sảo hơn bằng những món phụ tùng hiệu sức cao như hệ thống thắng là đĩa của Rakotec hay là của Rainbow logo đỏ ở dầu heo bóng độc S. Trong khi hệ thống thắng dàn chân sau với sự kiểm soát bởi bên đập Rainbow Blitz tích hợp bình dầu hầm hố, quá trình chỉnh bên trên cái dòng Sonic nó cũng cần tới những chi tiết như phát nhôm CC đi cùng với chân ben titan được thiết kế sẽ đảm bảo khả năng kiểm soát bành hiệu quả nhất, đồng thời ben đạp cũng phải đứng với một cái tính thế thẩm mỹ và đẹp mắt nhất. Dàn chân sau cướp mặt heo thắng của Rainbow logo đỏ đi cùng để thắng của Rakotec đường kính nhỏ hơn so với trước, heo sau được cố định bằng phát nhôm CC quay ngược để đắt đẹp cái con heo không bị làm lu mờ bởi cable quốc cao của chiếc Sonic 1/10 Wrestle. Vốn đã trong mê hoặc lòng người đến bộ đôi heo và đĩa thắng, sức hút của dàn chân còn được cường hóa với những món đồ chơi tiếp theo là phục Hollin đi cùng với phần cấp của XR, củng cố thêm sự hoàn hảo chất chơi cho các bản đồ Sonic 1/10. Quay 1/5 dọn kiển gọn gàng nhưng có những món đồ chơi cực kỳ đẹp mắt. Đây là phiên bản Future Nail là một nhân vật chính. Cái con xe được dọn mới từ trong ra ngoài. Điều đáng chú ý nhất là một loạt đồ chơi mắc tiền thì đình đám như Rainbow Holding Saya, đặc biệt nhất là những đón đồ chơi Titan làm dành riêng. Cái tông màu chủ đạo là trắng phối cùng chế vàng đồng, chi tiết tem một vài cốc nhỏ chúng ta thấy như hai cái bên nắp nồi. Phần cái đèn trước hai bóng của dòng Pajanti đi kèm mặt nạ ba lỗ có thế bắt đầu trước khá đẹp. Tận dụng cụm thắng Rainbow Costa Costa phiên bản bán lẻ là bị to so với dàn đầu của chiếc quay lâm, nên cái phần nhựa được khoét rộng để show hết được phần hiệu năng của phần cái thắng ra ngoài. Dàn đầu thắng được bao bọc cao su đỏ làm kiển và chống chạy cho vị trí này. Trong khi dàn chân chúng thấy một cốt của bộ Rainbow đến từ heo Billy Nikkei 20 xứng. Mẫu heo này đang được trang bị một bố thắng được của Fando với màu hồng đặc trưng. Đĩa thắng là dòng Rainbow Moto 3 220 có kiểu dáng lõm và bên trong có nhiều cổ điểm là độc lạ. Cable được làm vật liệu titan được người chủ đặt làm chung với phần ba ga phù hợp với vị trí những lỗ ốc của chiếc quay xe lăn. Tiếp đến ta còn thấy được cái phần lốc máy vàng đồng xung quanh có ốc xe da sáng bóng. Phần các chân sau được đánh bóng hết cỡ thêm xung quanh bằng những chi tiết quen thuộc như chân chống inox, cái phát tăng sơn CC. Màu vàng của phần phuộc sau sẽ cân đối với phần đĩa thắng nơi bánh trước.
Cái dòng chữ Hoylin bình dầu điện này cho phép tăng chỉnh cái độ hồi nhanh hay chậm của phục. Người chủ mình thêm chi tiết nhỏ như cái tem xanh thủy điển, kén phục CC, tăng cao lò xo, vừa đẹp là không cần phải kẹt tem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy để chi tiết nhớ like, share, subscribe.